Xin chào anh chị, bữa nay chợ Tốt Tiền Giang tới đây muốn giới thiệu đến cho anh chị hai lô đất tại khu phố 2, phường 4 của thị xã Gò Công. Hiện tại cái lô đất này là diện tích là tròn 50m² luôn nha anh chị, toàn bộ đất đô thị. Thì ở đây thì mình còn hai lô, mỗi lô là chủ kêu bán 320 triệu. Thì đây nè, lại đây quay cho mọi người coi. Từ cái chỗ này nè anh chị, từ cột mốc này nè, đó cột mốc này nè, rồi em lại dài qua tới bên đây anh chị, dài qua tới bên đây là một lô, rồi qua tới bên đây là thêm một lô nữa anh chị, bên đây thêm một lô nữa, dài là tới phía sau. Để em coi cái diện tích bề dài nó, bề dài thì 12 coi như 12,5 m đó. Bề ngang thì 4,27 m. Thì hai lô này toàn bộ là hướng tây bắc nha anh chị. Thì đất này đất thuộc trung tâm của thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Thì đất này thuộc thì đất đô thị, toàn bộ đất đô thị nha. Thì hiện tại thì đất này rất là... Thì ở phía sau mình á anh chị, phía sau mình thì dù có một cái dòng kênh anh chị, đây để anh quay cho, phía sau của mình thì có một cái kênh, để một chút xíu em quay con đường ra nha, đường ra trung tâm của thị xã Gò Công. Thì phía sau mình có một kênh anh chị, thì mình cất nhà đó, mình có chỗ thoát nước, có đò anh chị. Phía sau có cái kênh, thì ở đây còn hai lô. Hai lô thì mỗi lô 50m, toàn bộ đất đô thị. Mỗi lô là 320 triệu nha anh chị, coi như hai lô á. Hai lô á là 640 triệu. Thì bây giờ em quay con đường ra, em quay cho anh chị, giới thiệu cho anh chị con đường ra nha. Cái lô đất này thì thuộc trung tâm của phường 4 thị xã Gò Công. Thì nó cách Mỹ Tho, cách chợ gạo thì cũng tầm vài chục cây anh chị, cách thành phố Hồ Chí Minh cũng 55-60 cây. Thôi bây giờ em chạy ra nha, em mang khẩu trang vô rồi đây. Bây giờ em quay con đường ra. Bây giờ cái hướng bên đây á là phía trước, ngã ba phía trước là quốc lộ 50 rồi đó anh chị. Em vô gần lại cho mọi người coi đó. Ngay cổng phía trước là quốc lộ 50 đó anh chị. Hướng một hướng về thành phố Hồ Chí Minh, một hướng về thành phố Mỹ Tho. Còn cái hướng về chợ Gò Công đó anh chị. Thì bây giờ đến đây em xin kết thúc cái video nha. Chị nào cần liên hệ số điện thoại của em.